Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 20 tháng 2 nha. Thanh tra chính phủ nói về kiến nghị bỏ kê khai tài sản theo kiểu bốc thăm. Cử tri Đà Nẵng kiến nghị xem xét không nên áp dụng việc kê khai và giám sát việc kê khai tài sản theo kiểu bốc thăm. Mới đây, thanh tra chính phủ đã có báo cáo về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri cả nước trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua được thực hiện tốt và đã được những kết quả tích cực. Tuy nhiên thì tình trạng tham nhũng ở các vụ án ngày càng nghiêm trọng hơn. Tham nhũng ở cấp thấp lại không được điều tra, xét xử kịp thời và phải đến khi họ giữ chức vụ cao hơn mới được phát hiện, xem xét xử lý. Do đó, cử tri kiến nghị cần áp dụng và tăng cường các biện pháp quản lý khoa học, nhất là quản lý dòng tiền và nguồn thu nhập của cán bộ công chức viên chức và toàn xã hội, đồng thời xem xét không nên áp dụng việc kê khai và giám sát việc kê khai tài sản theo kiểu bốc thăm như hiện nay. Về vấn đề này, thì thanh tra chính phủ cho hay luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định cụ thể nhằm kiểm soát tài sản thu nhập đối với người có chức vụ quyền hạn, góp phần kiểm soát quản lý dòng tiền và nguồn thu nhập của cán bộ công chức. Cụ thể thì chính phủ đã ban hành nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Thủ tướng cũng đã ban hành quyết định 10/2022 phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kiểm soát tài sản thu nhập. Ngay thanh tra chính phủ đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kiểm soát tài sản thu nhập trong vi phạm cả nước. Đây là cơ sở dữ liệu có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng nhằm thực hiện có hiệu quả quyết định 56/2022 của Bộ Chính trị về quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Chính phủ cho hay hàng năm đơn vị cũng xây dựng định hướng xác minh tài sản thu nhập trình Thủ tướng phê duyệt. Việc thực hiện kế hoạch xác minh tài sản thu nhập được thực hiện theo quy định tại Nghị định 130. Thanh tra chính phủ cũng đang tổng hợp báo cáo và xem xét kiến nghị của các bộ ngành địa phương, cơ quan về những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập, trong đó có việc tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập bằng hình thức bốc thăm hoặc là sử dụng phần mềm máy tính theo Nghị định 130/2020 để làm cơ sở nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với nội dung này. Và đó là thông tin ngày 20 tháng 2. Anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.